Bạn thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều bất ngờ mà chúng ta không thể tưởng tượng, và cũng có những câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong mơ. Câu chuyện mình nhắc đến trong video ngày hôm nay quả thật là một phép màu, một đặc ân với tình yêu thương vô bờ bến. Hãy cùng nghe câu chuyện nhé! Cách đây 19 năm, cuộc sống của vợ chồng chị Dung bất ngờ có một bước ngoặt. Thời điểm đó, con gái út của anh chị là Trần Thị Thanh Tuyền, lúc đó mới 3 tuổi, đang mạnh khỏe, bỗng nhiên mắc chứng bệnh kỳ lạ. Toàn thân nó sưng phù lên, bụng trương ra ngày một to. Phát bệnh vài tháng thì cháu nằm liệt giường, không đi lại được. Vợ chồng tôi đã tìm đủ mọi phương thuốc để cho con uống, nhưng bệnh tình cháu không thuyên giảm. Mãi sau đó, gia đình đưa cháu vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khám, mới biết chính xác bệnh. Chị Dung kể lại. Theo đó, các bác sĩ kết luận Tuyền bị hư thận và đang ở giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa. Vợ chồng chị Dung bất lực đưa con về chờ ngày lo hậu sự. Căn bệnh trầm trọng đến nỗi cô bé vừa về nhà ít hôm thì kiệt sức, chỉ nằm thoi thóp trên giường. Trong lúc mò mẫm tìm những vật dụng cần thiết để chuẩn bị hậu sự cho con, chị Dung vô tình bốc trúng một cuốn sách đã bị mục, mối ăn mất phần nửa. Cuốn sách có tên Chữa bệnh cho con khi xa thầy thuốc, do ông Trần Liệu, bố chồng chị Dung, người trước đây từng nhiều năm nghiên cứu và làm nghề thuốc để lại. Lần dở phần chưa bị mối ăn, chị Dung đọc thấy một bài thuốc chữa bệnh thận, trong đó có cả chứng thận ứ nước của bé Tuyền. Mừng như bắt được vàng, suốt đêm hôm ấy chị mở từng trang sách, đọc không sót một chữ nào ở phần viết về cách điều trị bệnh thận. Chị Dung nhớ lại, trong cuốn sách, cha tôi hướng dẫn rất kỹ từng cách tìm thuốc đến chế biến, dùng thuốc. Nghĩ cha linh thiêng, muốn cứu cháu nội, tôi quyết định thử dùng bài thuốc đó cho con. Tôi mang cuốn sổ chạy sang nhà mẹ đẻ, vốn là người có thể nhận biết nhiều loại cây rừng. Sau đó, hai mẹ con cầm đèn dầu, lặn lội cả đêm khắp rừng núi, tìm các loại cây, với hy vọng cứu được con bé. Rạng sáng hôm sau, chị Dung tìm đủ 4 loại cây trong bài thuốc của cha chồng, gồm cây mối, cây quýt gai, cây mực và cây nổ. Chị bẻ cả cành và lá, mỗi cây, mỗi thứ một ít đem sao, sấy khô. Sau đó chị cho vào ấm đất, sắc 6 chén chỉ còn 1 chén cho con uống. Suốt thời gian sau đó, Tuyền đi tiểu liên tục, người vì thế cũng dần dần xẹp xuống. Chị Dung phát hiện trong nước tiểu của con có rất nhiều viên màu trắng như hạt sạn. Các hạt rất cứng, lấy búa đập thì vỡ nhuyễn. Sau này chị mới biết đó là những hạt sỏi do chất độc tích tụ tạo nên. Trước khi uống thuốc, Tuyền không tiểu tiện được, hệ thống bài tiết không hoạt động do bị ứ nước. Cháu lúc nào cũng ê ẩm và chỉ nằm bất động một chỗ. Nhưng một ngày sau khi uống thuốc, tôi thấy cháu cử động, nhắm mắt mở mắt bình thường trở lại. Vợ chồng tôi cho cháu uống thuốc, được nửa tháng thì cháu dần khỏe, đi lại được. Tôi cho cháu uống thuốc tới 3 tháng sau đó mới thôi, chị Dung kể. Khoảng 6 tháng sau, người mẹ đưa con đi khám lại. Các bác sĩ không khỏi ngạc nhiên trước tình trạng sức khỏe của Tuyền. Chị Dung cho biết, Tuyền năm nay đã bước sang tuổi 22 và rất khỏe mạnh. Sau lần thoát chết ngoạn mục, cô bé ngoan ngoãn và học rất giỏi. Tuyền hiện đang là sinh viên năm cuối, ngành kế toán của một trường cao đẳng. Cứu nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Câu chuyện Tuyền lành bệnh khi đã sắp bị tử thần mang đi nhanh chóng lan truyền khắp trong ngoài vùng. Lúc này trong xã có người phụ nữ tên Đinh Thị Giàu, sinh năm 1935, thôn Phước Thọ, cũng mắc căn bệnh giống hệt như cô bé. Một tối mùa hè, bà Giàu được gia đình đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bà không thể tiểu tiện, toàn thân ứ nước, mất ăn mất ngủ. Bác sĩ xác định một quả thận bà bị suy độ 3, không có tác dụng. Để cứu sinh mạng bệnh nhân, bác sĩ quyết định mổ và cắt bỏ quả thận bị hư. Nhưng đến giữa tháng 11 năm 2002 thì bệnh cũ lại tái phát. Cơ thể bà Giàu lại phù nặng hơn, không thể đi lại được. Nghe tiếng bài thuốc của gia đình chị Dung, người thân của bà Giàu đã tìm tới nhờ cứu giúp. Chỉ sau vài giờ dùng thuốc, bà Giàu thấy có biến chuyển trong người. Bà bài tiết được và người dần xẹp xuống. Uống thuốc được một tháng thì bà đã ngồi dậy được và cũng tự mình đi lại, làm vệ sinh cá nhân mà không cần người phụ giúp. Bà Giàu mất sau một tai nạn cách đây ít lâu. Gặp chúng tôi, chị Kim Anh, con gái bà Giàu xác nhận, sau khi uống thuốc của cô Dung, mẹ tôi khỏe hơn nhiều, tinh thần vì thế cũng trở lại vui vẻ, lạc quan. Sức khỏe của bà ngày càng khá lên, ăn uống cũng bình thường trở lại. Sau trường hợp của bà Giàu, bài thuốc của gia đình chị Dung càng nổi tiếng hơn. Không chỉ người trong thôn, trong xã nhờ cậy, nhiều người mắc bệnh thận ở các huyện, các tỉnh nghe tiếng cũng tìm đến. Từ đó chị Dung bén duyên với nghề thuốc và coi đó như cái duyên trong cuộc đời mình. Theo chị Dung,
Với 4 vị dược liệu kết hợp trên, bài thuốc mà bố chồng chị để lại có thể chữa được hầu hết các căn bệnh liên quan đến thận, từ thận khô, thận nhiễm mỡ, chữa đến thận hư, suy thận. Sau này, chị Dung còn tìm được thêm vị thuốc giúp bệnh nhân ăn cơm được ngon miệng hơn, đó là cây hồng đơn. Do người bệnh tìm đến mỗi năm một đông, vợ chồng chị Dung tất bật quanh năm mà vẫn không đủ thuốc cung cấp. Trong cuốn sổ dày cộp, chị Dung vẫn còn lưu lại địa chỉ rất nhiều người bệnh. Một số trường hợp bệnh tiêu biểu như ông Ivo, 65 tuổi, tỉnh Đắk Lắk, bị suy thận nên phải chạy thận đến 7 năm ròng rã. Sau khi nghe tin ở Bình Định có bài thuốc trị các bệnh về thận, ông nhờ người thân đến tìm mua về dùng thử. Kết quả bất ngờ, sau khi uống thuốc của chị Dung được 4 tháng thì ông thấy bệnh đỡ hẳn. Ông Nguyễn Nam Dương, 54 tuổi, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, bị suy thận, tiểu ra đạm. Ông uống rất nhiều thuốc trong thời gian dài, vẫn không thoát khỏi chứng bệnh, nhưng khi dùng thuốc của chị Dung khoảng 3 tháng thì đỡ. Bà Nguyễn Thị Hoa, ở số nhà 1206, trên 14, đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh trai tôi đang định cư ở Úc, bị bệnh thận nặng mà không hay. Trong một chuyến về thăm quê, anh tôi bị sưng chân, sưng đùi, đi bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận là thận có nước. Nghe tiếng bài thuốc của chị Dung, tôi gọi điện mua 30 thang liền. Giờ anh ấy khỏe mạnh hoàn toàn. Như vậy là tôi đã chia sẻ một câu chuyện có thật từ bài thuốc chữa suy thận của một nông dân ở Bình Định, hy vọng rằng đây là bài thuốc hay cứu những bệnh nhân suy thận khỏi lưỡi hái tử thần. Và phần cuối video tôi mời anh chị nghe một phản hồi, trong rất nhiều các phản hồi của bệnh nhân thận dùng bài thuốc thận của công ty chúng tôi. Nếu anh chị nào quan tâm tới bài thuốc có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại ghi trên màn hình. Alo ạ. Alo, chào chị. Anh chị gửi cho tôi một cơ số thuốc nữa nhé. Vâng, chị đọc cho em đi, em gửi nhé. Cái thuốc thận ấy cô đã lấy 2-3 lần rồi đấy. À vâng, thì suy thận ấy, vâng, thì bây giờ là, vâng, bây giờ là bên em gửi cho chị một liệu trình nữa đúng không ạ? Cô Hà Thị Hải Lưu, số nhà 96, đường Trương Siêu, phố Quốc Thái, phường Quốc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Vâng, vẫn là số điện thoại này thì bên cháu có số rồi ấy. Vâng. Ờ. Vâng, gửi nhưng mà có 4 vị thì bỏ đi 1 vị vì ở đây cô mua được sẵn rồi. Vâng, thế cô bỏ vị gì đấy ạ? Bỏ cái vị, cô lấy 3 vị thôi. Đợt thứ nhất cô lấy đủ 4 vị, nhưng đợt thứ hai cô lấy có 3 vị. Vâng, thế bây giờ bỏ cháu cái, gửi cho cô 3 vị, bỏ một cái gì đấy ạ? Bỏ cái phiền đen đi, cái phiền đen đi. Vâng, bỏ thế là bỏ 130.000 đi đúng không ạ? Ừ. Vâng, đấy thì cô cứ trừ cho 130.000 cô, đi. Cô hỏi lại chị này. Dạ. Cô uống thì nó đỡ rồi đấy. Vâng, chúc mừng cô nhé. Cô vâng. Uống thì nó đỡ nhưng mà có phải kiêng cái gì không nhỉ? Vâng, riêng cái thận yếu này thì mình không, cứ ăn uống bình thường. Cô cứ kiêng đồ ăn cay nóng cho cháu là được. Thịt bò hay là đấy, vâng, đường, trứng, sữa đấy, những cái đồ đấy mình hạn chế ăn một chút đấy. Khi nào mình khỏi bệnh mình lại trở lại ăn uống bình thường. Cô thì cô ăn đơn giản lắm, xung xanh với chuối xanh với lại... Vâng, cô ung thư đấy, cô tâm sự với chị là cô bị ung thư, xong là cô ung thư cổ tử cung cách đây 15 năm rồi. Vâng, đấy thì bảo xong rồi viện nó trả về cho chết ấy. Xong là cô toàn có ăn uống lá cây thôi. Năm 2016 thì cô lại ung thư phổi. Vâng. Xong rồi đi cắt mất một bên rồi, chưa đầy một năm nó lại sang bên sang kia, nhưng mà cô bảo cô bây giờ sắp chết thì cô cũng chẳng ấy nữa. Vâng. Vậy là cô tự chữa lấy. Đấy, cô tự chữa lấy vậy thôi. Đấy, cô toàn có cỏ cây hoa lá thôi. Cho nên là nó mới cô đi phóng xạ cho nên nó mới hỏng mẹ cả thận, như nhiên thận như nhiên nó hỏng hết nội tạng. Thế là cô chữa bây giờ cô chỉ có chữa cỏ cây hoa lá mà cô tự kiếm lấy thuốc, cô đi xem trên mạng nhưng xem có chọn lọc thôi. Vâng, đúng rồi. Thế là cô đang một đêm cô đi cho đến 20 lần ấy. Vâng. Cả đi ngoài vẫn hỏng hết, xong là cô mới xem được cái bài suy thận của mẹ con nhà cái chị ở trong Đồng Nai đấy. Vâng, chị Dung. Xong rồi chính cái bài thuốc này là cái bài mà cô đang đi tìm kiếm thuốc đấy, nhưng cô không đi kiếm được. Ở đây nó không có, thế là cô đọc trên mạng, cô mới thấy nhà thuốc của chị là có thì cô mua liền. Vâng, đấy thì tin liền và mua liền. Ừ. Cấp cho cô 3 loại kia nữa là đủ thôi. Thế là cô dạo này đỡ rồi đúng không ạ?
Bây giờ cô đỡ rồi. Vâng, đấy cô cứ À, ăn đang uống là à, đang từ một ngày một đêm đi đến hàng mấy chục lần, nhưng bây giờ cô hạ xuống khoảng ban đêm đi khoảng 2-3 lần rồi, 2 lần. vâng đấy Vậy là cứ cũng duy hạnh phúc trì lắm rồi thôi. nhá. Vâng, Mà cô nói với chị này, dạ cô đừng uống cái thuốc này nhá, vâng ăn khỏe lắm, thế là vui vẻ rồi cô ạ. Vâng đấy, mình gặp ăn khỏe, thầy là ngủ khỏe, ăn vâng. khỏe lắm mà nó khỏi bệnh, nó đỡ bệnh đi, trong người mình phấn khởi. Bây giờ cô béo, cô lên được 4 cân rồi. À vâng đấy, chào chúc mừng cô nhé. Và rất nhiều bệnh nhân, như có những bệnh nhân ở trong Khánh Hòa đấy, người ta cũng bị suy thận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.